Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây, anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục ghi nhận được phải nói là rất nhiều các thông tin, đặc biệt là các anh trai về đây mong muốn nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm vợ. Đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo, một câu chuyện là hai anh em hiện nay đang sinh sống ở một nơi rất xa. Về đây để mong muốn nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm người thân của mình. Dạ câu chuyện là kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin phép xin chào hai anh em nhé. Xin chào anh trai đeo mặt kính đang cầm hình. Xin chào anh có thể anh giới thiệu anh tên gì? Tên Trần Văn Còn, 42 tuổi. Trần Văn Còn hả? Dạ. Ồ, tên này tên Trần Văn Còn. Dạ. Tên này hay á. Anh còn là năm nay nhiêu? 42 tuổi hả? 42 tuổi. Hiện nay 983. 983 41. Hiện nay anh đang ở đâu? Ở Tây Ninh, ấp Tân Hai, Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh. Ồ, bên Tây Biên, Tân Biên, Tây Ninh hả? Dạ. Tân rồi không? Dạ. Hôm nay anh đi về đây cùng với ai đấy? Đi với đây là anh vợ. À, anh vợ hả? Dạ. Em, hai anh em đúng không? Dạ. Anh vợ. Anh vợ. Rồi, em dễ. Dạ. Đúng không? Anh rồi, hai anh em sang đây hôm nay nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ai? Tìm ai? Tìm em tôi. À, rồi, xin chào anh. Dạ. Anh có thể anh giới thiệu anh tên gì? Em bên miền Tây. Tây hả? Dạ. Anh Tây, đúng Tây hả? Tây. Tây là tên thật hay tên giả? Tên thật. Tên thật luôn hả? Mà đúng dạ. Tây thật nhỉ? Đúng Tây thật. Đúng Tây luôn á. Anh Tây hiện nay đang ở đâu? Em ở Tân Khai, xã Đồng Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Rồi, hai anh em sang đây nhờ tìm người thân, đặc biệt là anh tìm em gái. Em tìm em gái, Đinh Kim Đồng, sinh 1989. 1986 tuổi. Rời khỏi gia đình đi mất hơn tháng, gần 2 tháng rồi, không nghe thông tin. Giờ em cũng nhờ mấy đội sĩ Bình Dương giúp em. Rồi, ok, cảm ơn anh. Rồi chào anh trai bên này là Nguyễn Văn Còn. Trần. À, Trần Văn Còn. Còn đúng không? Còn mất đúng không? Mất còn đúng không? Dạ. Nhưng mà hiện nay là anh đang còn. Dạ. Anh còn cho biết này. Anh hiện nay đang làm công việc gì? Dạ, mình đi làm mì ở bên cửa khẩu Trần Việt đó. Thu nhập ổn không? Thu nhập ổn không anh? Dạ, bên Bắc Giáp nó nằm bên kia. Cũng ổn. Thu nhập tháng được khoảng được 10 triệu không? Dạ. Tháng được khoảng 10 triệu không? Được. Được nhiều thì có phải hơn. Anh được mấy người con rồi? Dạ hai đứa, một đứa trai và một đứa gái. Đứa trai là 13 tuổi, Trần Quang Hiếu. Còn bé gái là Trần Phương Trâm, 11 tuổi. Ồ. Anh Trâm hỏi này, vợ anh là đang làm công việc gì trước đây? Lúc trước thì vợ em ở nhà thì đi phụ bán quán với người ta một buổi sáng thôi. Còn 10 giờ là về. Ở nhà cơm nước rồi cho con. Chắc phụ bán quán một buổi sáng để kiếm thêm một ít thu nhập. Còn nó chủ yếu là về để phụ việc nhà, đồ chợ đúng không? Dạ. Hai vợ chồng anh là sống với nhau là trong cái thời gian gần đây là có vui vẻ, hạnh phúc không? Nói chung là lúc trước giờ đó là gia đình hòa thuận lắm. Nhưng mà sau này chỉ có thời gian cách đây mấy tháng hai vợ chồng em có cãi lộn nhau một lần. Đây thì cũng có anh vợ này chứng kiến là có cãi lộn nhưng mà em không có quấn. Không có quấn vợ, đồng thời có sức mặt là em không có quấn. Đó, rồi xong vợ có đóng cửa lại, rồi em có cầm cái dao em chặt vô trong cái cửa mấy cái gì đó. Rồi xong rồi qua ngày hôm sau, cách ngày hôm sau thì em cũng có là lời xin lỗi vợ và năn nỉ vợ. Đó, dạ, mình một cái chính mình làm như vậy là mình hù vợ hả? Dạ, nhưng giờ em biết lỗi, em vẫn xin lỗi vợ, rồi vợ cũng vẫn làm quà với em. Trước đó là cả tháng lận, lâu rồi. Đó, người vợ cũng chịu để tha thứ và làm quà, rồi em có hứa với vợ là em sẽ không nhậu nữa, em bỏ rượu nhậu, không nhậu với ai nữa hết, bất cứ. Hôm đó là mình có say không? Hôm đó cũng không, cũng có uống rượu nhưng mà không đến nỗi là say. Nâng lần rồi đúng không? Dạ. Anh có thường xuyên đi nhậu không? Dạ không, từ khi có anh em đồ đám tiệc rồi ở nhà nhậu thôi chứ còn đi làm suốt. Mỗi lần thì mình đi nhậu về này là vợ có tham phiền không? Dạ không. Vợ nói gì có đi nhậu lắm, không có đi có nhậu nhưng mà ít có nhậu lắm, chỉ có anh em nào xa về rủ nhậu thôi chứ còn có khi cả tháng hai tháng cũng không uống nữa, tại vì em có bệnh trong người, em bị tiểu đường á. Anh đi làm này có tiền về có đưa cho vợ không? Tiền á hả? Có. Được hết không? Thì nói chung là như giờ em làm được 300 hay là 400 gì đó, thì em đưa cho vợ một số. Người nói chung tiền miên đầu đi tiền bồi dưỡng đầu á, em cũng đưa cho vợ giữ hết. Ồ. Đó. Sáng ra mình có tiền để đi ăn sáng, đi uống cà phê không? Có em có lấy lại một ít để em để riêng trong bóp em. Ồ, mình lấy lại là vợ có biết không? Dạ biết. Ồ. Đó.
Vậy là vợ tiền bạc còn nhiều thì anh đưa cho vợ giữ và giữ cho vợ cắt hết. Vậy là vợ anh chỉ buồn anh cái câu chuyện duy nhất là anh ham vợ đúng không? Còn dạ. Trước đây có không? Dạ thì chắc em nghĩ là buồn gì nhưng mà em đã có xin lỗi rồi. Nhưng mà trước đây có không? Không. Trước đây là 9-10 năm thì trước là không có cãi lộn một tiếng nào hết. Vậy mà sao hôm nay mình nóng vậy? Dạ. Vợ anh ngoài cái giờ buổi sáng đi phụ quán người ta ấy. Dạ. Là buổi chiều là có rảnh không? Buổi chiều ở nhà không có làm gì đâu. Vậy là rảnh đúng không? Dạ. Con anh đi học là tự đi hay là mẹ chở? Tự đi tại vì trường học gần đó. Trường học khoảng chừng 500 mét hơn 500 mét. Vậy là buổi sáng vợ anh, à buổi chiều vợ anh về là gần như không có làm gì hết. Dạ. Thì ở nhà rồi cơm nước rồi mới có làm gì. Vợ anh mà có bà cằn nhằn gì không? Dạ. Vợ anh có cằn nhằn gì anh không? Có bây giờ có bây giờ ví dụ buồn anh hay bức xúc anh cái gì mà không nói chuyện được không? Đó thì em không biết. Mình có bao giờ hỏi chuyện hay nói chuyện với vợ không? Có, nói chuyện giỡn hết nhau bình thường. Vợ anh là có chơi TikTok không? Dạ có. Ồ. Chơi gì TikTok hả? Vợ anh là có hát hò không? Anh có thấy hát hò, có mic hát hò gì không? Dạ có, thì nói chung lâu lâu thì cũng hát hò được. Hát hò trên TikTok hả? TikTok thì em không biết, tại vì một thời gian sau này thì em không biết, ví dụ trên TikTok em không biết. Hát karaoke này kia. Karaoke rồi thì có, karaoke nhà rồi thì cũng hát ở nhà là có. Còn hát trên TikTok anh không biết không? Không biết, Nhưng mà vợ anh có chơi TikTok không? Có trò chuyện dạ, có, cười vui gì giỡn gì đó không? Nghe em nghe mấy người kia nói á, thì đây thì thằng anh em cũng nói thật. Thì vợ em chơi trên TikTok thì cũng có qua lại giờ quen một người. Ờ, đó. Đó, có quen một người. Thì em không biết là chắc khẳng định hay là không, nhưng mà người ta đã nói là vợ em có quen người đó tên đó gì đó. Tên gì? Tên Nguyễn Văn Sang. Nguyễn Văn Sang. 28 tuổi. Vợ mình năm nay là ba mấy? 36. Vợ sáu ở đây ông tướng này 28. Dạ. Nhỏ tuổi hả? Dạ. Đây ông tướng này tóc vàng đấy hả? Quê Nguyễn Văn Sang 28 tuổi. Phải không? Dạ. Hình nó có hình ở đây không? Có hình trong điện thoại. Còn hình ở ngoài. Nó quê ở đâu? Dạ. Quê ở đâu? Quê của anh đó hả? Nghe nói là ở dưới Sa Đéc, Đồng Tháp gì đó. Ồ. Vậy là cái mối quan hệ này lâu chưa mình biết không? Nghe theo như người ta nói là lâu rồi. Nhưng mà em thì em không tin, em có nghe thấy vợ được nhắc trong lỗ tai rồi nói chuyện nghe em. Lưu tư em không nghĩ về chuyện như vậy. Cái đặc điểm nhận dạng cái người đàn ông ấy là 28 tuổi nhưng mà cao hay ốm hay mập hay gầy? Ốm. Ăn mặc làm sao? Dáng người làm sao mình có thấy không? Không thấy, em chỉ thấy trên hình thôi. Nguyễn Văn Sang hả? Nguyễn Văn Sang 28 tuổi. Đấy có mấy người ta thấy đó, người trên TikTok người ta. Bây giờ là anh đang nghi ngờ là cái mối quan hệ vợ mình có nhắn tin qua lại với người ta. Dạ. Mà ai dụ ai dắt ai thì mình chưa biết. Dạ. Ồ. Vậy là đi đến giờ phút này là vợ đi bao nhiêu ngày rồi? Đi từ ngày mùng 1 tháng 7, ngày âm ở dưới. Ngày âm lịch ở dưới. 7 âm lịch. Một tháng bảy, vậy là gần 2 tháng rồi. Dạ, chưa. Gần 2 tháng rồi đúng không? Dạ. Vợ đi có đem theo tài sản gì đi không? Dạ, có một chiếc xe. Xe gì? Xe quay thành. Biển số mấy? Bản số là 70H1 87904. 87904. Dạ, do em đứng tên. Dành văn phòng. Xe màu gì? Xe màu đỏ. Màu đỏ. Dạ. Vision. Dạ. 70H1. Dạ. Đúng không ạ? Dạ. Bao nhiêu nữa? 70H1 là 87904. 87904. Dạ. Vợ anh đi buổi trưa? Đi buổi trưa lúc 11 giờ mấy. Lúc đi lúc có ai nhà không? Dạ có con gái em và chị dâu. Con gái mình là bao nhiêu tuổi rồi? Con gái nhà 11 tuổi. Một bé 11, bé mười mấy? Bé 13 tuổi là một trai lớn, vợ em dẫn đi. Ồ, vợ dắt cả con đi hả? Dạ. Dạ. Ồ. Sao vợ ông dắt con gái đi mà vợ dắt con trai? Không biết. Ồ. Anh thấy có gì sai sai không? Không biết sao, không biết gì sai sai. Con trai 13 tuổi nhưng có bự con không? Bự con. Bự con hả? Dạ. Con trai họ tên đầy đủ là gì? Con trai hả? Trần Quang Hiếu. Trần Quang Hiếu. Sinh năm mấy? À, 2011 là 13 tuổi đúng không? Đúng rồi. Con học không? Dạ, mỗi lần thì đang học nhưng mà vợ em dắt đi thì năm nay không, cháu không có học nữa. Vậy là nghỉ học luôn? Dạ. Ồ, vậy là cái này có cái gì đó sẽ sai rồi.
Tại sao vợ lại không dắt một đứa nhỏ đi mà dắt đứa lớn đi nhỉ? Mà dắt con trai đi. Rồi, mình phải phân tích như này này. Nếu như vợ mà có quen người nào đó chẳng nữa, mà nếu dắt một người con trai đi vô cùng bất tiện. Dạ. Chắc chắn rồi. Nếu phải anh em mình cũng vậy thôi đúng không? Mình quen người phụ nữ nào mà người ta dắt cả một đứa con trai lên to kích xù đến là mình thấy nó có cái gì đó nó bất tiện đúng không? Đúng rồi. Ừ. Bây giờ này, nhỏ này nó thương người kia nhiều hơn. Ừ. À. Nhỏ này nó thương con trai nhiều hơn. À. Thế khổ nhỉ. Không thương con gái nhiều bằng con trai. Đúng rồi. Cái này là mình nói thẳng này. Trên các trang mạng nền tảng mạng xã hội trong thời gian gần đây anh em ghi nhận được quen nhau trên mạng mà bỏ nhau mà mất gia đình, vợ mất chồng, cha mất con thì vô số nhiều. Em có hình của người đó. Nhưng mà đặc biệt là nhiều nhất là hiện nay trên cái mạng TikTok. Vì TikTok hiện nay phát triển rất mạnh, tối đến chỉ lướt trên là bao nhiêu phòng người ta ghép đôi đó. Vì sao lại ghép đôi? Ghép đôi dành cho những ông mà gọi là đi dụ người ta. Chứ nói thật là nhiều người vẫn có vợ hoặc vẫn có chồng. Đó, nhưng người ta ghép đôi một đêm có thể ghép nhiều người. Đó là những cái mối quan hệ người ta bắt đầu người ta quen. Và sau đó xuống nói chuyện mai là hẹn nhau đi liền. Đó. Thế nên trên TikTok là cái nền tảng phải là một cái mạng nó rất ảo. Nhiều người ta không biết, người ta tưởng thật. Đặc biệt là vợ anh có thể là rất hiền lành, trước đây là không có chuyện nghĩ một cái vấn đề khác, những mối quan hệ khác, nhưng mà đôi khi lên TikTok này người ta tăng bốc mình lên, người ta làm cho mình đẹp hơn, đó, cái hình ảnh mình đẹp hơn, đôi khi là chồng con ở nhà này hắt hủi chẳng hạn, ví dụ như vậy, hoặc là không thân mật trò chuyện này không có khéo léo, mà ra ngoài thì những ông tướng kia đâu dụ mà, nhưng mà anh em mình cũng vậy đó, ra đường dụ các chị em gái khác vậy, nói chuyện ngọt đúng không? Nhẹ nhàng thì người ta mới có thể người ta mới nghe mình từ từ đó, và anh này cũng như vậy. Giờ em nhờ các anh tìm giúp vợ em, cho em gặp vợ em, năn nỉ vợ em về lại với gia đình với con em. Khổ nhỉ. Vợ đi có mang vàng bạc tiền đi không? Chỉ có gửi lấy tiền trong nhà đi là 10 triệu thôi với chiếc xe. 10 triệu tiền thì nếu không có công việc chỉ xài trong vòng ít bữa là hết rồi. Với sợi dây chuyền, với mấy chiếc nhẫn, nhẫn vàng rồi. À, cả dây chuyền nữa. Dây chuyền vàng lớn không? Mấy chỉ hả? Mấy chỉ bây giờ vàng cũng 8-90 rồi. Giá rất cao. Đó, cũng ăn được đỡ một thời gian. Em chỉ sợ là nghe lời con ngọt rồi bán đồ của cải xe cộ rồi. Đúng rồi. Có nhiều chị em phụ nữ đi bỏ chồng, bỏ con đi. Cuối cùng mà đi một thời gian té ngựa lại quay về còn mỗi bộ còn áo rách rồi. Vì những ông tướng ông gạt ông ăn hết rồi. Đó, đây là vợ của mình, thực sự là có thể là nhìn khuôn mặt thì cũng rất hiền, rất phúc hậu. Nhưng mà đôi khi là buồn một cái gì đó mà suy nghĩ lông lổi. Sau đó quen người ta sẽ tán tỉnh. Đó, người ta sẽ dụ dỗ. Về đây anh thương là vân vân và vân vân, anh sẽ đưa em lên cung trăng, lên tận trời mây. Đó, sau đó này sẽ quyết định bỏ gia đình đi. Từ hôm ấy mà vợ và các con anh đi đến giờ phút này ấy, là vợ anh có gọi về nhà không? Dạ, không ai gọi được hết, mà cũng vợ cũng không gọi về thăm con gái một lần nào hết. Không gọi hỏi con khỏe không, hay là con có đi học không thì không có luôn. Con và các gia đình nhắn tin thì lại chặn máy, phá máy hết. Anh thấy có điều gì đó lạ và sai không? Một không có một người mẹ nào đúng không? Trước đây không có rời con, mà đến giờ phút này rời con cũng gần 2 tháng trôi qua rồi, từ mùng 1 tháng 7 âm lịch đến giờ phút này gần hết tháng 8 rồi. Gần 2 tháng mà lại không gọi, không nhắn, không biết con mình hiện nay đang ở phương trời nào. Đúng không? Hiện nay là chưa biết mẹ, không ở nhà thì không biết là con có cuộc sống nào sao. Dạ. Thì tụi em thương con cháu lắm. Nhiều quá. Thương cháu nhiều quá. Bị em thương cháu em nhiều lắm. Thì em lo hết rồi. Dạ. Thì nó ý gì? Bữa đó không hỏi. Anh mong muốn nhất điều gì hiện nay? Muốn tìm vợ hay tìm con hay tìm cả? Tìm cả vợ và con, nhà đấy em năn nỉ sẽ vợ về lại với gia đình. Mình đàn ông, lỗi này trước mắt là lỗi của anh. Dạ. Mình dù sao nữa mình chưa thực hiện những hành vi mà để cho vợ bị thương tích. Dạ. Nhưng mình đã có những lời nói cử chỉ, hành động. Dạ. Mình làm như vậy là đôi khi vợ sợ.
Vợ sợ vợ nghĩ là này, hôm nay thì ông có thể ông tha mình đây. Nhưng ngày mai mà ông nóng hơn nữa thì chưa biết là chuyện gì sẽ xảy ra, ông sẽ cho mình thùng xốp. Là vợ sẽ sợ. Và đặc biệt nếu vợ mà chia sẻ tâm sự với người đàn ông khác, chồng tôi như thế, chồng tôi như nọ, thì chắc chắn là những ông tướng kia ông ấy về với anh, anh sẽ không có như thế. Đừng ở với nó, đừng ở với chồng em nữa. Ở với chồng em này nó nóng lẩy, nó uống rượu, nó nhậu nhẹ, thì một ngày nào đó là đó xảy ra rất nhiều chuyện. Vì vậy cho nên đôi khi vợ mình là quyết định là bỏ đi là như vậy. Em nhờ các anh giúp em tìm lại em cho chồng gặp vợ em. Nhưng mà mình hứa là tìm được về là mình sẽ khắc phục. Không nhậu nhẹt nữa, vợ con là trên hết. Bởi vì những cái câu chuyện mà những cái cuộc nhậu với những người bạn ấy, thì ai cũng có thể có. Nhưng mà nếu xảy ra chuyện gì thì chắc chắn là chỉ có vợ con mình thôi. Còn bạn thì nó bỏ chạy chứ không có bạn nào giúp mình đâu. Cùng lắm là có câu hỏi thăm thôi. Đấy là tốt, còn không tốt thậm chí chẳng gì. Đúng không? Rồi bây giờ anh hãy nói chuyện lớn tiếng lên. Nói làm sao đó để cho vợ anh nghe được, vợ anh thấu hiểu được là anh đã sai lầm. Trong cái thời gian vừa qua anh đã nóng lẩy. Hy vọng là trong nếu mà vợ anh quay về anh sẽ sửa chữa và sửa đổi không bao giờ tái phạm. Nói với cộng đồng mạng và các mạng xã hội và giúp em tìm lại vợ em để cho em gặp vợ em, em xin lỗi vợ em. Và em sẽ hứa từ đây tới em sẽ không nhậu nhẹt gì nữa hết. Và em sẽ hứa vợ muốn những cái gì em đều chiều hết. Em không có cãi lời vợ bất cứ một cái gì hết. Em chỉ mong các anh và các phòng cộng đồng mạng để giúp em để tìm lại vợ em, cho em xin lỗi vợ em và tiếp tục cho vợ em về với gia đình với con em. Vợ mình là chắc chắn là trên hết rồi, đúng không? Dạ. Bởi vì vợ mình là một nửa của mình rồi. Vui buồn trong cuộc sống luôn, tâm sự nhỏ to, bàn chuyện lớn nhỏ. Hiện nay vợ cũng sinh cho mình mấy thầy con rồi, đúng không? Nên dù nóng dù lẩy bây giờ mình cũng chín nhịn, điều nhịn là đều có lành hết. Bây giờ chưa, nếu mà mình cứ hơi tí mình nóng lẩy mà mình giận dỗi không, mình hâm đôi khi mình cũng hâm thôi, mình mục đích chứ mình không làm gì nhưng mình hâm thôi. Là đôi khi người phụ nữ người ta không biết là mình thật hay mình giả, là người ta sợ. Và đã để cho người ta sợ rồi thì người ta lo lâm lớp, người ta sẽ bỏ đi. Bây giờ em đã biết sai rồi thì em đã xin lỗi vợ. Bây giờ anh nói chuyện với con anh đi. Anh nói làm sao đó để con anh tìm cách liên hệ cho gia đình, hoặc con anh sẽ quay trở về cùng gia đình. Nói chuyện với con đi. Hiếu ơi. Hiếu ơi. Ba nhớ con nhiều lắm. Mong con hãy khuyên mẹ thì về lỗi với ba với gia đình con ơi. Đừng giận ba nữa. Hiếu ơi. Thực sự là một câu chuyện rất buồn, đúng không? Một câu chuyện mà chồng đi tìm vợ mà phải rớt nước mắt, đúng không? Thường thường là bạn đàn ông là phải là một con người rất bản lĩnh, đúng không ạ? Còn đứng mũi chịu sào là một cái trụ cột trong đời, nhưng mà đến giờ phút này phải rớt nước mắt với một người vợ vì thực sự là rất thương, đúng không ạ? Từ nào giờ hỏi đây có mặt anh giỏi cái gì em không có nói gì, nói rồi thôi, em không có giận đến nỗi cũng một cái gì. Bây giờ buồn hết tất cả. Nhưng mà chuyện xảy ra thì em đã có xin lỗi. Rồi vợ cũng chấp nhận là tha thứ cho em. Rồi sau đó hai vợ chồng rồi cũng hòa đồng hòa thuận như bình thường. Nhưng sau đó thì em không biết lý do gì thêm nữa để làm cho vợ, để làm xong giờ rồi ra đi. Những cái ngày vợ ra đi á là cũng vẫn ngủ chung nhau mình trong phòng bình thường. Giữa hai vợ chồng có cằn nhằn. Em anh mới nói với em ơi, sao cái cằn nhằn hoài vậy? Hôm nay là ngày anh ăn chay, cằn nhằn hoài thôi, để anh xuống dưới anh ngủ kia. Đó. Thì tới sáng lại lúc 4:45 là vợ xuất viện đi làm. Thì anh cũng xuất viện theo. Thì đi ra hai vợ chồng cũng vẫn bình thường, dừng mặt nhau giờ lấy xe ra đi làm. Thì anh cũng nấu cơm nước ở nhà để anh đi làm. Tới khi trở về lúc em về là 12 giờ mấy thì con em đã nói là mẹ đi rồi ba ơi. Thì trong khi đó cả nhà đều điện theo để hỏi vợ, giờ mang nghĩ vợ lại thì hoàn toàn không nghe máy nữa. Rồi từ đó tới nay luôn. Nói là câu chuyện thì giận nhau thì nhận đâu rồi, đúng không? Dạ, giận nhưng mà nửa đêm trước cả tháng mấy rồi. Nhưng mà nửa đêm là vợ hôm đó là có một chuyện gì đó buồn, có thể là cằn nhằn anh.
À, sau đó là anh nói là hôm nay là một ngày ăn chay cho nên là cảm nhận là gọi là không vui đúng không? Yeah. Vì vậy anh quyết định là nửa đêm anh xuống anh ngủ riêng. Và từ lúc đó là xảy ra cái câu chuyện mâu thuẫn có thể là vợ anh. Chỉ có đêm đó thôi, là tới sáng lại là vợ đi cho. Là sáng lại đi luôn. Sáng lại thì lúc 4 giờ mấy đó vợ thức thì em cũng thức, hai vợ chồng đi ra chung trong nhà nha, cũng vẫn bình thường. Đó, nhưng mà em không đi làm bình thường. Vẫn đi làm bình thường. Rồi, cảm ơn cuộc chia sẻ của anh. Rồi xin chào anh trai có thể anh nói chuyện một câu gì đó. Để cho em gái mình, về cho cháu mình xem được. Nếu như xem được video này, hãy suy nghĩ lại quay trở về cùng cho đây. Rồi mời anh đi chị. Làm ơi, anh là anh hai, anh nói với em một nói giờ về với chồng, quay lại với chồng đi em ơi. Giờ anh đang tìm em nè em, anh không biết em ở đâu hết à. Chưa biết em như thế nào, để cho em biết. Về lại với chồng. Ba nhà nhớ em. Hiếu cũng vậy. Hiếu cũng vậy. Về với con ai. Ba nhà cũng bệnh hoài, anh chờ em về đó. Về lại với ta đi. Về với gia đình, và sống gần bên anh với ba. Đến giờ phút này, nếu đúng thực sự vợ của anh mà không may lầm đường lạc bước và đi theo người đàn ông nhỏ tuổi đó, thì anh và gia đình có tha thứ bỏ qua cho em vợ? Tha thứ, em chấp nhận tha thứ hết tất cả những gì vợ em đã, nếu có quen một người đàn ông đó thì các anh đã khắc phục cho vợ em về được. Thì em xin hứa từ đây cho đến suốt cuộc đời em không bao giờ nhắc đến những chuyện đó, em tha thứ hết tất cả. Miễn sao vợ em về ở lại với gia đình với con em và cha già được ở nhà thôi. Giờ là bệnh ba mà giờ bệnh xuống à. Ông già giờ bệnh suốt làm toàn nhớ là đừng nói là chuyện mà ở với người đàn ông khác rồi về sợ em này nọ dần dật. Em xin thề có các anh, em xin hứa với các anh hoàn toàn em chịu trách nhiệm nếu như có một cái lời sai dối sau này đó, thì cam mong pháp luật trừng trị em. Rồi cảm ơn cuộc chia sẻ của anh em mình. Yeah. Dạ kính thưa cô chú chị, đây là một cái câu chuyện là thực sự là vô cùng rất nghẹn lòng. Hai anh em phải nói là về đây chia sẻ hết tất cả những cảm xúc vui buồn, đặc biệt là cái câu chuyện mà xảy ra mâu thuẫn là đến giờ phút này vợ đã bỏ đi. Mà theo anh trai chia sẻ thì đến giờ phút này là có thể là vợ lên TikTok và quen với một người đàn ông có thể là rất trẻ, nhưng chưa biết là những mối quan hệ là như thế nào. Nhưng thực sự nếu như em gái mà đang xem, đang đi theo người đàn ông này thì hãy suy nghĩ lại. Bởi vì không có người đàn ông nào mà nhỏ tuổi hơn mình ấy, cả 8 đến 10 tuổi mà lại dắt cả con mình đi, mà lại tốt với mình cũng tốt với con được. Thì thực sự là cái câu chuyện đó là một trong những câu chuyện phải nói là hết sức rất vô lý. Không có cái câu chuyện là một người đàn ông mà ta chấp nhận mà người ta nhỏ tuổi, đúng không? Rất nhỏ tuổi như hai anh em như vậy mà lại đi quen yêu mẹ mẹ mình, đúng không? Mà lại thương cả mẹ mình, thương cả mình là cái chuyện là không hề có. Vì vậy em gái suy nghĩ lại để quay trở về cùng gia đình. Dạ hôm nay thì hôm nay hai anh em về đây nhờ anh em mình chính mình Dương Đình đăng tin để tìm người thân, đặc biệt là tìm vợ và tìm con. Gia đình mình hai anh em có đồng ý cho các anh em mình chính mình Dương chia sẻ tất cả những thông tin này đến tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ và tìm con không? Dạ, có đồng ý. Rồi, cảm ơn cuộc chia sẻ của gia đình mình nhé. Dạ kính thưa cô chú anh chị, nếu ai phát hiện được thông tin chính thức người phụ nữ và một đứa trẻ hiện nay đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Trọng Dương theo số điện thoại 0913 785888 để anh em tìm cách để khuyên, tiếp cận để khuyên gia đình có cuộc làm thủ. Dạ cuối video cho phép công trần thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.